Tép chuẩn chống cháy 100%, bật hai chế độ mỏng tép, dày tép, tiên tiến nhất hiện nay. Cặp này YouTube điện tử Phương Lưu đang ship là 1.000.000 một cặp. Khung gỗ vàng, khung gỗ đen. Đây là cặp tép nam châm xịn, hàng nhập khẩu China. Củ này củ xịn nhé các bạn nhé, củ 350 từ 9. Trang bị chống cháy 100%, dây dày 1 mét rồi về đấu đi loa, đi âm đi, đi cục đẩy. Phễu này 12x12. Mẫu 1.000.000 này thì đã bao ship rồi. Test kiểm thử ok thanh toán. Loại này dùng cho các loại cục đẩy, đẩy liên vang, âm ly các loại từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò, dùng cho các loại âm ly, các loại loa bát từ bát 20 đến 50, loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Đây là loa tép chuẩn chống cháy 100%, hát karaoke tiệt bô không sợ cháy, vì chúng được trang bị một cái thiết bị chống cháy cực chuẩn xịn, chống cháy tốt nhất thế giới, hàng bảo hành 1 năm. Anh em về test kiểm thử ok thanh toán 1.000.000 một đôi, khung gỗ vàng, khung gỗ đen. Đây là loa tép cực chuẩn xịn, hàng đảm bảo chất lượng, khung gỗ cực đẹp, hàng chuẩn, hàng thật, uy tín số 1. YouTube điện tử Phương Lưu, liên hệ số điện thoại 0973 533 269. Đây là tép thành phẩm, dây dài 1 mét rồi về đấu đít loa, đít âm đi, đi cục đẩy, đỏ là cộng. Anh em có thể mua 2 đôi hoặc 3 đôi tùy theo tài chính. 1.000.000 một đôi, hàng chuẩn xịn, bảo hành 1 năm. Ok.